dễ ăn mà. Và mấy ngày vừa qua thì bà con cũng đã thấy rồi, xuất hiện rất nhiều pháp sư, nói thiệt, xuất hiện rất nhiều pháp sư. À, cái cơ hội để mà cái cũng lên cộng đồng để mà cái như là thể hiện là mình chắc là một người chắc là am hiểu về tâm linh lắm. À, và bây giờ tôi cũng mời bà con tiếp tục nghe cái vấn đề của vị pháp sư này để chúng ta chia sẻ nốt cái những cái mà pháp sư này chia sẻ. Pháp sư này đó là nói rằng những ngày vừa qua là những kênh YouTube, những anh em mà lên phản biện đó là có những cái vấn đề gọi là back-up anh Tuấn, trấn áp anh Tuấn vì anh Tuấn là người kể như là yếu mềm, liệu yếu đào tơ đấy quý vị. Ý của vị pháp sư này nói mà tôi nói với bà con bây giờ, nếu mà nói yếu, liệu yếu đào tơ mà một người gọi là cần sự mà giúp đỡ, tôi nói về bên anh Tuấn và là bên chị Hà thì cái gì chúng ta cái như là thấy bên nào yếu hơn, chắc anh bên chị Hà là người yếu hơn đấy. Và chúng ta thấy rằng cái như cũng đã chia sẻ chung là nói thật sự ra thì mình nhìn trên một khuôn mặt thì thấy là anh trai của chị Hà cũng là một người có đạo đức, mẹ của chị Hà cũng vậy, cũng một người là cái như cũng đạo đức đó. Nhưng mà nhìn bên chỗ anh Tuấn thì chúng ta thấy khác, nó khác hẳn, khác cả trời cả vực đó. Mà cái vị này nói là cái như là do anh Tuấn những kênh YouTube là cái như là một câu mà tôi rất ghét vị này, dậu đổ bìm leo đó. Anh nói là thấy người ta thế là mấy anh cái leo nó này nó khác đấy. Đó là một trong những cái mà tôi cũng muốn là để chia sẻ cho bà con những cái mà vị này đang cố tình xuyên tạc một vấn đề để mà có mục đích riêng đấy, thôi đâu. Chứ còn không phải là vị này lên mà để bảo vệ một cái mà gọi là chân lý. Đây là một trong những cái tà kiến để mà bảo vệ một ai đó à. Bà con nghe vấn đề này, bà con vui lòng cho Lâm Phan Sài Gòn một lượt like nha quý vị. Và bà con nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký để nhận những clip mới nhất từ kênh Lâm Phan Sài Gòn ha. Cảm ơn bà con rất nhiều. Chuyên 93 là ở gần nhà cũng có quen biết mà có vật, nó rất là vô lý bởi vì ở đấy nó giữa cửa cái dạng mà giữa cửa chết rồi mà còn giữa cửa vậy chứ anh không coi mà thấy không chết mà còn ghen nữa, anh không nghe. Vậy thì có nghĩa là theo như anh chia sẻ là ở đây là chị Hà này là giữ của và không thể không được là ở đây là có cái bà nào đó để giữ ở gì đó. Đúng thì bà thấy anh hỏi đó với ông già thì năm xưa có thể bây giờ có xin lỗi chứ như là ông gì già anh, ông già của anh năm nay cũng 70-80 tuổi hay là bao nhiêu tuổi thì tôi không biết nha. Bà Ngũ Long công chúa thì có thể là ông già của anh biết. Tôi nói quý vị nha, có nghĩa rằng theo những lời vị này thì tôi nghĩ vị này sống thời kỳ kiểu như là tôi nghĩ là thế kỷ 18-19 gì đó, 17-18 gì đó chứ không thể mà 19 được. Có nghĩa là cái tầm hiểu biết của vị này nó nằm thế kỷ kể như là 18 trở về trước. Có nghĩa rằng ngày xưa quý vị, khi khoa học mà chưa có cái sự phát triển, tất cả những cái vấn đề mà nó xảy ra ở trên trái đất này nó chưa có một lời giải thích từ khoa học thì người ta kể như gọi là bí đường giải thích. Người ta không còn cái câu từ nào để mà người ta giải thích nữa thì người ta đưa về một cái hướng gọi là hướng tâm linh, hướng thần, hướng thánh đồ gì đó. Cho đó là một trong những cái mà để người ta giải thích cho một vấn đề khi tất cả mọi câu hỏi nó đã bế tắc, nó không có một câu nào để mà trả lời nó cả. Cho người ta mới đưa về cái hướng gọi là một cái hướng thần hoặc ma quỷ. Mà cái vị này đó, vị cũng nói là cái gì Ngũ Lâm công chúa hay là bà thí mà đâu, có nghĩa đó là cũng là một cái truyền thuyết. Một cái truyền thuyết này là để người ta giải thích cho những cái hiện tượng mà cái hiện tượng này đúng tại thời điểm khoa học chưa phát triển, chưa chứng minh được, thì người ta mới đưa vào một cái hướng gọi là một hướng tâm linh huyền bí để giải thích cho một vấn đề mà cái trình độ của họ không nghĩ ra, họ không giải thích được vấn đề này. Và cái vị này cũng vậy, cái vị này là cái nói rằng chị Hà nằm chỗ xà lan đó là do chị Hà giữ của, chị Hà tiếp của đó, là chị Hà mới giữ. Tôi hỏi ủa tại sao không tính tình huống là chị Hà đang mắc kẹt gì đó, bao nhiêu người chết trôi đúng mà đúng theo cái thời điểm là 3 ngày 2 ngày 4 ngày đó người ta nổi lên đó.
mà cái như cái có chị Hà là cái như là nói lên là nhờ cái móc sách đó, nói lên là nhờ cái móc sách kéo. À, cái vấn đề thứ hai là khi chị Hà nói lên thì cái như là cơ thể nó không thẳng như bao nhiêu người khác. À, ủa tại sao chúng ta không giải thích rằng ủa chắc là nó vướng cái vật gì dưới đó, mà lại đi giải thích rằng là do bà thí giữ, rồi vì sao bà thí giữ nó do chị Hà tiếp của. Ủa thế thì bây giờ là bà thí giữ hay là chị Hà tiếp của mà giữ xà lan? Có nghĩa là trong cái lời nói ma mị của vị này nó đã có cái sự mâu thuẫn, lúc là bảo là bà thí giữ rồi lúc là bảo là chị Hà tiếp của. Đây là một trong những cái mà giải thích thể hiện một cái sự là ngu đần, xàm xí, mê tín dị đoan để đẩy cho một cái dư luận theo một hướng khác. Vì tôi xem trong cái clip này và có nhiều cái comment, có nhiều comment là cũng là khen ô chú này biết gì tâm linh, chú này nói hay ghê. Tôi nói ủa hay sao bây giờ không giải thích, ủa tại sao chắc là nó vướng chi dưới đó, cho nên là khi chị Hà nói lên là thế này thế khác, hoặc là kể như là chắc là nó bị là thế này thế kia đi, đúng không? Tự nhiên là bà thủy giữ mà theo tất cả vị này không biết bà thủy là bà chi luôn, mà cũng khẳng định là bà thủy, mà cũng đó là những bà con đi sông nước là đều biết bà thủy hết. Tôi nói cái đây là người ta gọi là người ta mê tín. À, ông bà xưa có một câu rồi, có thờ có thiên, có kiên có lành, có nghĩa rằng người ta đi trên sông nước đó, thì người ta cũng là đặt cho một cái vị thần nào đó, để người ta đặt cái niềm tin vào vị thần đó để cứu giúp họ những lúc họ cái như là gặp những cái trở ngại gì đó trong cái quá trình người ta mưu sinh kiếm sống trên một cái tuyến đường thủy đó. Thế làm cho các bà thủy, ủa bà thủy không có ông thủy hả? Tôi nói chị Hà dưới đó là ông thủy giữ đó, tin không? Không tin chứng minh đi. Đó. Tôi nói không có bà thủy mà chỉ có ông thủy đâu, mà vị này xuyên về bà thủy cho nên nó trái ý tôi. À, mà tôi nói là ông thủy chắc anh là ông thủy đang có một cái đó ông thủy giữ chị Hà, chứ không có bà thủy. À, vậy thì anh cho em hỏi thêm là theo cái lời chia sẻ của cái người mà đi neo được cái thi thể lên ấy, là người ta mắc phải cái vật gì đó rất là cứng và phải đứt cái dây cáp, thì theo anh là mắc phải bà thủy, nên bà thủy là mới đứt lại. Tại vì cái duyên cũng như là bây giờ này tôi nói trong ví dụ như là bây giờ nè tôi chết à, bây giờ tôi tới không tôi chết à, mà bây giờ vợ của anh không có duyên lại giúp tôi được nè, mà đâu có gì. Có nghĩa là những cái mà vị này không giải thích được, có nghĩa là cái móc sách đó, cái móc sách thả xuống thôi, nó bấu trúng ai, trúng bà thủy hay trúng chị Hà, mà cái xác phải nổi lên. À, bắt đầu vị này giải thích không được vì nó là cái duyên, giống y xì con ven. Chứ cái đạo đây, cái đạo đó là đạo của con ven. Có nghĩa rằng cái nào mà mình hỏi nó không giải thích được. À, là cái câu gì? Tùy duyên hành pháp, thí chủ từ bi độ tha ông đậu. Cái nào mà gọi nó giải thích không được á, là tùy duyên hành pháp, thí chủ từ bi độ tha, cũng giống vị này. Cái vị này bây giờ vị cũng đưa vào cái chữ duyên. À, có nghĩa là người nào tìm được đó là duyên, giống như trúng số quý vị. À, chắc ai trúng số được gọi là cái như là duyên. À, rồi còn cái vị này đó, nếu mà ai mà tìm được xác chị Hà cũng là duyên. À, bà con thấy không? Những cái mà người ta giải thích không được, mặc dù cái vấn đề mà cái móc câu mà để mà kéo cái xác chị Hà lên, đây là một trong những cái mà cả như là nó hữu hình, mình nhìn thấy được, có nghĩa là nhìn thấy được từ lúc thả móc câu xuống và xác chị Hà nói lên cũng đúng cái thời điểm đó, thì đây là một trong những cái nó hữu hình, những cái mình thấy được. Thì tôi hỏi rằng chắc anh rằng cái móc câu ra nó móc trúng chị Hà hay là trúng những cái vật gì đó mà nó cản không cho chị Hà nói lên, thì nó giạt ra thì chị Hà mới nổi lên được. Đây là một trong những cái là cái mình giải thích trên những cái vấn đề thực tế, nhưng cái vị này không giải thích được cũng đưa vô là tùy duyên. Ủa duyên thì duyên lạ vậy, duyên đó là vô duyên. À, có nghĩa rằng cái như là đây là vô duyên chứ không phải hữu duyên. Duyên cả hai cái, vô duyên và hữu duyên, nhưng tôi thấy cái vị này giải thích là vô duyên. À, nó không có phù hợp. Mà anh nhớ tôi được. Vâng, nó đơn giản thôi. Nó chỉ cái đứa em của tôi cái lúc
với đứa em của tôi nè, cái lúc mà nó 6 tuổi à, ở ở cái vùng miền Tây thì kêu bằng cái địa đó, cái địa là anh biết mà. Và bà già đi chợ bà mua củ cải về, bà rồi nó dắt củ cải ra cái nó rửa ngay cầu Trần Lãng, cho nó chui đầu xuống, nó rớt cái cổng đi xuống, nó nằm tại ngay trên cái chỗ đó. Bà cái địa mà sau cái sông sâu nó chảy ra, nó dung dứt có 12 là bà có 12 mét cái nhiêu thì nó đâu gì ha. Có nghĩa là cái chuyện của chị Hà nó khác, còn cái chuyện của thằng em ấy, của cụ này thì nó khác, nhưng có một điểm chung đó cũng là chết nước. Có nghĩa tôi nói quý bà con, một đứa trẻ 6 tuổi, một đứa trẻ 6 tuổi mà rớt xuống cái đìa, mà bà con cũng đã biết rằng là ở miền Tây ấy, nó tức là phải hai con nước, một ngày nó hai con nước, có nghĩa là nó rầm rồi nó lên, rồi tiếp tục rầm và lên đã theo một cái chu kỳ đã, một ngày một đêm nó có hai con nước như vậy đã. Thì cái vấn đề vậy là nói là lúc nước nào, nước rầm hay là nước lên đó. Tôi nói với bà con là có một số chỗ đó, có một số chỗ là cái như là nước khi nước lên đó, là nhà của họ là cái như là dưới sàn nhà đó là nó ngập nước luôn. Thế là cái đìa là nó thật sự nó ngập là bình thường, nước mà ngập đầu là chuyện bình thường đó. Thì tôi nói quý bà con bây giờ nó thật sự người lớn đó, mà cả như là dập cái mặt vô nước cũng chết, chứ đừng nói kiểu mà rớt xuống nước. Rớt nước là một đứa trẻ là cái chết thì chuyện bình thường mà. Mà cụ cũng cho đó là cái số gì? Bất cẩn là rớt đó là chết thôi, cái số gì nào? Tôi đó không có cái chi mà số trời này. Mình bất cẩn rồi cái như là tự dưng rồi cái như là chỉ cái số là chẳng qua người ta chỉ để an ủi ha. Giống như là đi, tôi nói quý bà con, cái xe đó, cái xe thì nó có một cái gọi là cái như là bảo dưỡng bảo trì, đúng không? Cái nhà sản xuất họ sản xuất ra một cái xe thì kể như là nó cũng có tính cái vấn đề gọi là bao lâu cái phụ tùng đó, bao lâu cái vô lăng là nó phải là đi bảo trì bảo dưỡng. Chung tất cả mọi cái nó có cái tuổi thọ hết đó. Nhưng mà cái vấn đề anh kể chủ quan, anh không đi bảo trì bảo dưỡng xe, bắt đầu anh chạy ra, bắt đầu nó gây ra một cái tai nạn đáng tiếc. Đã, bắt đầu nói, ồ cái số là vậy rồi, vậy rồi. Cái số gì? Anh bất cẩn, anh chủ quan thì anh bị thôi, chứ không có số. Cái số chẳng qua là để người ta giải thích cho những cái chi mà nó xảy ra rồi mà không cứu vãn lại được, để tự an ủi chính mình. Còn nhiều người nói một câu cái như nó mới ghê chứ. Dép còn có số, người cũng còn số. Nó sẽ kỳ đấy. Có nghĩa là con nó là cái gì là cứ đưa ra những cái số, cái phận đó là để giải thích cho những cái mình nghĩ là bế tắc, và để tự an ủi chính mình. Ừ đã số rồi sao cản được. Bà con cứ không tin á, cứ đợi ý coi. Cái chi mà người ta đã chỉ về số là cái như cái ngậm ngùi thôi, đã số rồi thôi chịu. Cũng giống chị Hà nè, một số vị bây giờ đó, cũng đó là ở cái số chị Hà như thế là chịu. Ủa sao chịu được? Mình phải tìm ra đó, ông thấy hay là bà thấy mà làm cho cái số chị Hà phải chết như thế đó. Chứ sao là chịu? Không có chịu. Cho nhiều bà con giải thích trên một cái số cái phận là để trốn tránh đi một cái trách nhiệm đó, cần trả lời cái mấu chốt nó nằm ở đâu đó. Chứ tự nhiên bây giờ cái chi cũng chỉ số cả. Thế ai có số thôi chứ cần chi mà cái như là khoa học phát triển làm chi? Cần chi phải có những cái câu hỏi vì sao quý vị, đúng không? Nếu tất cả mọi cái vấn đề ở đây đều căn cứ vào một cái số thì ở xã hội này, cuộc đời này, nó không tồn tại những cái dấu hỏi mà đến bây giờ chưa có một câu trả lời. Nó có dấu hỏi là có nguyên nhân hết. Cứ cái chi có dấu hỏi là có nguyên nhân, mà nguyên nhân rất thực tế chứ không phải là số. Cái số chẳng phải tự an ủi thôi. Thì cái phần cái số của chị là tới đó rồi. Bây giờ dầu bây giờ nếu anh không có duyên thì anh không bao giờ mà kịp được. Và nhưng mà cái mà... nhưng mà cái vấn đề đây là trước khi xảy ra sự việc này thì hai vợ chồng có cự cãi, và có người mà nói chia sẻ đây là ông này đã đánh bài bạc thua rất nhiều tiền và về xin tiền và có bầu nhí nữa. Theo như anh ở đây là ông Tuấn này là có thêm bồ nhí sinh năm 93 là ở gần nhà, cũng có quen biết mà có vợ nhỏ đấy. Thì có nghĩa rằng bây giờ tôi thật sự đừng có nói là bồ nhí là cái số anh quý vị, không có ai vợ số với bồ nhí. Vấn đề anh thích, anh đam mê,
anh ham của lạ, nữ có bồ nhí thôi à, chứ không có bồ nhí là cái số à, tôi có một ông bạn cái chuyện này có thật, ông bạn tôi ông ở An Giang đấy có nghĩa rằng là ông cũng có vợ rồi à, bắt đầu là ông qua ông cặp, ông cặp cái con bồ là cái con đây là ở cách nhà anh là 2 cây số. Đến lúc là con vợ là biết là thằng chồng mình đã có bồ nhí rồi, nhưng mà chưa bắt cái như là quá ta, cho nên là không giải quyết được. Rồi bắt đầu là con vợ cái thuê người đi theo dõi, bắt đầu thuê người theo dõi chụp hình chụp ảnh có tất cả các kiểu rồi đó, vừa đưa ra bắt đầu là anh chơi bài ở này, anh mới là anh điện qua cho một cái ông, gọi là cái ông đây là thầy bói, bắt đầu là cái như anh bỏ cho ông thầy bói này là 2 triệu. Bắt đầu ảnh kể cái sự việc của ảnh, anh nói là bây giờ đó à, cái sự việc tôi là có vợ bé là bị con vợ phát hiện rồi, cho nên á tí nữa tôi đưa cái số ông cho con vợ tôi nó điện, là ông nói là ông là coi cho tôi là cả nhà tôi phải có vợ bé mới giữ được cái mạng. Bắt đầu là con vợ con vợ gì à, đưa máy tấm hình ra nó đòi ly dị. Anh nói không phải, cái này anh có vợ bé là cả nhà do thầy bói à, do thầy bói cả như là buộc anh phải dạy để anh kể như là còn sống, chứ còn anh số anh là số 2 vợ mà anh 1 vợ là anh chết trước, anh chết sớm. Bắt đầu là con vợ cũng là cái như là cũng là mê tín gì đó đó, bắt đầu là nó thầy nào mà coi, bắt đầu anh đưa số thầy bói, anh với thầy bói dàn xếp trước rồi à, đưa số thầy bói ra, bắt đầu con vợ anh nó điện à, thầy bói là đúng rồi, cái số chồng cô đó nó là người là 2 vợ là cái số đa thê, mà nếu như nó không có vợ bé là 100 năm nay là kể như là cô sẽ mất nó mãi mãi. Đồ con vợ gì à, im ru luôn, cứ sợ mất chồng à, mà cái bài đây là thầy bói là nặng 2 triệu rồi à. Cái chuyện đây là một cái câu chuyện có thật à, ở tại An Giang luôn, ông bạn tôi bây giờ ông còn ở An Giang à, mà từ lúc mà con vợ phát hiện rồi bắt đầu là cái như là anh cứ đẩy qua cho thầy bói chịu hết. À, rồi lại lắng lặng rút em à, chứ tôi nói cái chiêu bài nó là cái số phận là nhiều cái để nó nhiều cái để dính phốt lắm quý vị. Cứ tin số vợ tin số mà mới điện thầy bói, thầy bói phán cho tao cái số chồng cô đó là cái số phải đa thê, phải 2 vợ đó, chứ còn số mà 1 vợ là chồng cô chết trước cô chịu không, con vợ im ru tắt máy luôn là cái gia đình hòa thuận lại liền à, thầy bói nhiều lúc cũng lại hại lắm quý vị. cũng giống vị đây bây giờ đây, cái chi cũng số thôi à, bây giờ anh Tuấn có vợ bé ngoài cũng số à, số chi số kỳ à, như vậy thì có ai cũng sống gia đình hay không? Thì bây giờ tôi nói với anh nè, bây giờ có bồ nhí hay là không, để thay gì người ta có bồ nhí người ta về người ta ngon người ta ngọt người ta lấy tiền người ta đưa bồ nhí chứ bất mớ gì mà gái đi vợ làm vậy. Thì đó phim bây giờ anh thử nghĩ xem là cái vấn đề cụ này là cụ không hiểu. Anh nói rằng đó, anh nói nếu như có bồ nhí là vì anh Tuấn phải ngoan ngoạc à, để cho vợ đưa tiền, chứ việc gì mà cái như là thế này thế khác làm chi ha. Nhưng cái này có nghĩa là chị Hà đã biết rồi, chị Hà cũng đã từng tới rồi à, cũng là ba mạch một lời rồi, và cũng chính từ vấn đề mà có vợ bé vợ lớn đó, và anh Tuấn cũng đã thể hiện trong một cái biên bản cam kết rồi đó. Mà cái như vấn đề ở đây đó là chị Hà là một người quá cứng cỏi, chị quá cứng luôn, có nghĩa rằng cái như bây giờ anh có nói ngọt cỡ nào cũng không chi tiền, đúng không vậy? Chứ nếu mà chị Hà chi tiền chuyện nó là khác, có nghĩa rằng chị đã biết là anh chồng là không là chung thủy, thì chị phải giữ lại tài sản cho con nhé, dễ chi mà chị đi anh Tuấn. Bây giờ anh có nói ngọt cỡ nào nữa thì dễ chi mà đưa một xu mà, cho nên cái vấn đề á, cái vị đây là cụ cũng không biết rõ cái câu chuyện này đó, cho nên vì sao mà 1 triệu bạc mà xảy ra cái chuyện mà chị Hà tự tử đó. 1 triệu bạc mà chị Hà tự tử thì chúng ta phải hỏi là chị Hà có còn tin anh này hay không đó. Cho nên qua cái cách của cụ này nói chuyện thì thấy rằng ở đây là cụ cũng chưa hiểu rõ một cái sự việc, chưa hiểu rõ về vấn đề này. Chứ nếu mà cụ hiểu rõ là cái chuyện cụ giải thích nó khác cái gì đó, không ai mà nói thật sự, không ai mà biết thằng chồng mình nó có vợ bé rồi gì, bắt đầu là nó ngon nó ngọt rồi dốc tiền đưa nó, tôi nói dễ chi mà đưa một xu,
Ở đây có rất nhiều cô dì chú bác, tôi nghĩ chắc cũng 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 hiểu tâm lý này. Đã biết chồng có vợ bé rồi thì nó về mục đích là nó ngon nó ngọt để nó lấy tiền, nó đi nuôi vợ bé thôi. Thì tôi hỏi với con về tâm lý có được không, dễ gì được. Đấy, chẳng qua là chu cấp cho anh đủ sống thôi chứ dễ chi mà giao cho ông quản lý tài chính. Đấy, cho cái như là gọi là nhà đội nón ra đi sao. Đấy. Đến mức độ mà về xin tiền vợ vợ không cho, và sau đó mới ông này mới lên đi đánh vợ đấy ông, anh thấy không, chỉ vì tiền mà đánh vợ nên là mới lên ký giấy với chính quyền là sẽ không đánh vợ nữa, rồi là ký giấy luôn là phải chia tiền. Anh có thấy ai bố mà phải chia tiền với con với vợ hay không, nếu như không có chuyện gì xảy ra? thì cái đó thì nói chung là tôi nói như anh, nó nhiều cái lý do, trừ ra là mình ở trong kẹt mình mới hiểu cái người ở trong giấc, trừ ra là mình ở trong gia đình người ta mình mới nắm bắt được cho nó rõ ràng. Tôi nghĩ cái vị đây đó quý vị chắc cũng đồng cảnh với Tuấn. Anh đã nói rồi đó, ở trong kẹt mới hiểu người trong giấc. Tôi nghĩ là vị này chắc cũng cũng ở trong cái hoàn cảnh như thế, cho nên là con thấy không, đưa ra cái chi của anh Tuấn à, cụ cũng cố cụ bảo vệ cho mình được, mà cái nào cụ giải thích không ra đó, cụ chỉ số duyên đó. Giống y xì ta nói cái vị đây đó, không biết là cái như đã nghe con ven dạng khác hay chưa, mà bây giờ nhiễm con ven rồi à, có nghĩa là bây giờ cái nào mà giải thích không được thì cái là duyên thôi, cũng như con ven cái nào giải thích không được là cái như là tùy duyên hành pháp thiếu chủ từ bi độ tha, chẳng là nói bảo mình tha rồi mình hỏi nữa, mà có hỏi nữa dễ gì tìm câu trả lời quý vị. Khi mà nó đã bảo mình, nó xin mình tha rồi, đã chắc ăn mình phải tha rồi, có hỏi nữa nó cũng không trả lời được đó. Mà vị này y xì thế, bây giờ cái nào mà bí mà hòn xấu có theo mà hỏi biết thì dễ chi mà cũng có câu trả lời, cho nên là duyên thôi đó. Đó, mình mới hiểu được chứ, như là bây giờ mình ở trong gia đình, mình không có ở trong gia đình hiện tại của người ta thì mình chỉ là nắm bắt tình hình được một cái hai thôi chứ mình không nắm bắt được nhiều. Và cái người vợ thì bây giờ nói chung là đi ra tòa đi, cái người vợ thì cũng nói là tôi đúng là tòa, cái thằng chồng nó cũng nói tôi cũng đúng tòa rồi, người ta mới so xét ra cái tình hướng cái kiểu sao, từ đầu tới đuôi cái kiểu sao đó, người mà ta mới biết như vậy. cái đó là khi ra tòa quý vị, có nghĩa rằng còn hai người còn sống, có nghĩa chị Hà cũng còn sống mà Tuấn cũng còn sống. Nhưng cái vấn đề ở đây là một người sống và một người chết đó. Có nghĩa là bây giờ chị Hà chết rồi, người sống còn lại ở đây là anh Tuấn đó. Thì cái mình đang nói ở đây là đang nói trên những cái lời nói, trên những cái mà cái tình huống người còn sống đưa ra. Chứ bây giờ chị Hà chết queo rồi, chị Hà đâu có đưa ra một cái bằng chứng, đâu có đưa ra một cái tình huống nào để chúng ta phải bàn luận, đúng không? Nhưng mà mình bàn luận ở đây là trên những cái tình tiết anh Tuấn đưa ra mà anh Tuấn nói thôi, cho mà khi mà mình suy xét lại thấy nó hoàn toàn bất hợp lý. Mà cái vị đây bây giờ, vị đang ở trên mây, vị cứ nghĩ là bây giờ cái sự việc này là hai người còn sống. Ở hai người còn sống là nó khác, còn đây là tôi nói hai người còn sống có thể là đối chất được với nhau. Còn cái trường hợp này là một người sống và một người chết. Đó, chị Hà chết queo rồi, mà anh Tuấn bây giờ còn sống thì mà những cái vấn đề mà anh Tuấn nói những ngày vừa qua bà con không thấy đâu, cảm thấy có những cái nó vô cùng là cái như là mâu thuẫn đó. Mà vị này là đi so sánh một vấn đề gọi là nó nghịch lại những cái mà những ngày vừa qua bà con ta đang phân tích. À, thêm một cái câu hỏi mà em muốn hỏi cho anh nữa. Ví dụ như anh mà đặt vào cương vị của mẹ của chị Hà, anh chắc cũng có con lớn đúng không? Có con lớn Đó, rồi, năm nay nhưng mà đó, ví dụ như con của mình đi, mà nó đi lấy chồng mà nó ở với một thằng ghê, mà thằng ghê cũng hay đánh đập nó biết. Nói chung là như vậy, mà con mình tự nhiên mà chết ở cái nhà thằng chồng đấy, thì theo anh vẫn gọi là cái nghiệp, anh không có cái sự nghi ngờ gì hết hay sao? thì cái đó là cái kiếp của số mệnh rồi. Đó, như là bây giờ này nè. Đó là ha. Chung là cái chi mà nó thật sự không đấu tranh được, không tìm hiểu được lý do, là giải thích bằng số mạng, giải thích bằng cái kiếp. Cái kiếp chi mà tự nhiên là tất cả, tôi nói với bà con, Phật cũng đã nói tất cả mọi chúng sanh đều bình đẳng, mà luật pháp cũng vậy. Luật pháp bây giờ cái như là nam nữ bình đẳng,
làm chi có cái chuyện cái kiếp nào mà để cho người khác cái như là cái như xâm phạm đến là cái thân xác của mình, không có kiếp nào hết á. Chỉ có những người ngu ngốc mới chấp nhận cái vấn đề để người khác xâm hại. Đây không có kiếp quý vị, mà vị này giải thích trên cái kiếp là tôi thấy là nó bắt nháo rồi, thấy không? Tự nhiên tôi nói với bà con, nếu mà đặt tâm lý cụ này vào tâm lý của gia đình của chị Hà, cứ nghĩ đi, vào lúc đó cụ giải thích sao cụ? Cụ có xanh cái quần lên cái sát háng, cụ nhảy vô chuồng hơn thưa với người ta không? Mà bây giờ cái như là giải thích là đó là cái kiếp của người ta. Ủa cái kiếp nào mà tự nhiên là có tất cả mọi người bình đẳng với nhau, mà lại là một người mà để cho người khác cái như là xâm hãm, xâm hại là sao? Cái thời buổi bây giờ đâu phải là cái thời kỳ ngày xưa mà gọi còn cái như là bách nô lệ quý vị, không có. Mà bây giờ gọi đi giải thích xàm xí. Bây giờ là 4.0. Nếu mà bây giờ ở được không được thì ta ký giấy ly hôn một cái bọc, phải sẽ chia cái thẻ. Anh hiểu không? Nhưng mà đó chị Hà Nguyên. Cái vấn đề ở đây đó quý vị, có nghĩa là chị Hà không cái như là cũng đã do có cái biên bản cam kết rồi, chị Hà không ly dị. Và chị Hà tôi nói rồi, do hướng nội sống về một cái gia đình là chính. Mà tôi nói bây giờ nó thật sự, nếu mà cái như chỉ cần chấp nhận mà ký ly dị một cái thì cái làm gì có ngày hôm nay. Có nghĩa là do cái vấn đề đây nó thật sự ra đó, nó nằm ngoài ý muốn của chị Hà và cả gia đình. Cho nên bà con nói một câu là ai biết được chữ ngờ, không ai biết được chữ ngờ cả. Mà khi nó đã xảy ra, khi nó xảy ra thì tất cả mọi vấn đề nó đều có một cái nguyên nhân rõ ràng. Chứ bây giờ vị là nói là cái cần chấp nhận cái như là cái giấy ly dị, thế thì còn nói con mẹ gì nữa. Nếu chấp nhận cái giấy ly dị làm chi mà có biên bản cam kết của thằng Tuấn đưa ra, đúng không? Mà cụ này ở đâu trên mây mới rớt xuống mà cái như nó thật sự giải thích cái như là bó tay. Nhân ở đây là nhiều người cũng đang rất là thắc mắc, và anh thấy nó sôi sục cái cộng đồng mạng lên, là nhiều người người ta nghi ngờ là anh Tuấn là anh ta hại vợ mình rồi là nhau. Cái đó là đây thì tôi nói cho anh nghe này, nói chung ra cái dạng ngang tàn thì nó khác, còn cái dạng tin tưởng thì nó khác. Bây giờ trước mắt thì thấy gì là suy nghĩ là người ta là giết vợ của người ta. Đừng có suy nghĩ gì là sai lầm. Cái đây là vì đây cũng có những cái là cái như là tôi thấy là vì đây như là thiên về bảo vệ cho ai đó. Có nghĩa rằng ở đây là không ai suy nghĩ. Không ai suy nghĩ là và kết luận một vấn đề gì cả, mà cái vấn đề người ta nói ra là mang chất rằng cái như là những cái ngày vừa qua nó bất hợp lý. Thì tất cả bà con, những khán giả và những anh em lên để mà phân tích những cái điểm nó bất thường như thế. Chứ còn kết luận là chưa, kết luận là cơ quan chức năng. Chứ đâu đã ai kết luận gì đâu vấn đề này, đúng không? Ngay cả bà con, ngay cả tôi cũng chưa kết luận trong vấn đề này. Cho nên cái vị đây đó là tôi đang có những cái gọi là đang nghi ngờ, không biết là vị đây là có bà con thân thiết gì hay không. Nhưng mà mỗi câu từ cụ này nói ra đó là có hai cái vấn đề. Một là giải thích theo là cái mê tín gì đó để cho câu chuyện nó qua. Mà những cái nào mà nó là hữu hình mà cụ này giải thích không được về cái vấn đề mê tín dị đoan thì cụ này lại chuyển về cái vấn đề gọi là duyên, tùy duyên. Quen có nhiều lúc bà con thấy quen rồi, cứ nhắm mắt vậy. Tùy duyên hành pháp thiếu chủ từ bi độ tha. Tôi nói bà con câu nào nó giải thích không được là tùy duyên hết quý vị. Và đó là một trong những cái mà nó thật sự chỉ có những người như chú này mới tin vào vấn đề gọi là duyên và số phận ấy, rồi nghiệp. Tôi nói không có cái nghiệp nào, cái nghiệp á mà bây giờ tôi giá dụ nữa chị Hà chết đó là cái nghiệp, thế thì cái nguyên nhân đâu mà để cái nghiệp đấy nó kiểu như là nó hình thành sớm như vậy? Có tác động con người hay không, có tác động từ ông thủy hay không? Đấy. Tôi nghĩ nếu có cái nghiệp thì cũng phải hỏi chỗ ông thủy đó, ông có tác động hay không? Đấy, ông có động tay múa chân trong này hay không? Chứ đừng chỉ bà thủy, tôi thưa quý bà con, đừng chỉ bà thủy mà mang gọi. Trong hai ngày nay có ba cô tân thủy điện qua cho tôi khóc ròng luôn, chết rồi lang thang Sài Gòn ơi, hỏi sao cô? Tự nhiên hôm rồi Hà nó chết rồi, kể như là bây giờ cứ bách bà thủy chịu, mà cô tân thủy
Tôi đó mấy ngày mấy cô chú mà mấy cô gì mà tên Thủy nó sợ gấu lắm. Cứ là cái đụng kênh nào cũng là toàn là bà kiếm đưa lên bà Thủy nhiều lúc nếu nửa đêm dậy. Ngủ nửa đêm mà cái YouTube nó phát lên là cái bà Thủy là cái dịch mình thích chắc quá vậy. Không phải đấy là hài xíu thôi. Và thưa quý bà con thì cái buổi trò chuyện hôm nay thì tới đây cũng là tạm dừng ha quý bà con ha. Và Lam Phan Sài Gòn cũng xin cảm ơn tất cả quý bà con đã đồng hành cùng Lam Phan Sài Gòn trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa thì Lam Phan Sài Gòn xin chân thành cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều. Và kính chúc bà con lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả quý bà con. Và bà con đừng quên cho Lam Phan Sài Gòn xin một like. Và bà con chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký để nhận những cái cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Lam Phan Sài Gòn. Cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều. Bye bye bà con, hẹn lại ha.